Điện tử 360.com xin kính chào các bạn. Điện tử 360 xin kính chào bạn. Hôm nay Điện tử 360 xin hướng dẫn với các bạn trong loạt bài về IoT SIEM V1.0 mà E360 sản xuất. Bài học đầu tiên của chúng ta sẽ học về sử dụng nhiều nút bấm với một chân của Analog. Mục đích của bài này đó là sẽ giúp chúng ta được biết cách sử dụng nhiều nút bấm trên một chân của Analog Arduino. Và thứ hai là chúng ta sẽ biết cách lập trình để nhận trạng thái của nút nhấn này. Như các bạn đã biết, với nút bấm thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách kết nối. Một trong những cách kết nối đó là sử dụng một nút bấm với một chân của Arduino. Như các bạn thấy trên hình thì chúng ta sẽ sử dụng 3 nút bấm thì chúng ta sẽ tốn mất 3 chân. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng ma trận phím. Như ma trận phím này thì sẽ sử dụng của chúng ta mất tùy theo số lượng. Như trên hình là nút bấm 3 nhân ma trận phím 3 nhân 4 thì chúng ta sẽ tốn mất 7 chân để được 12 nút bấm. Tuy nhiên thì có thêm một cách khác nữa mà chúng ta chỉ cần sử dụng một chân mà có thể dùng được 4 hoặc 5 nút bấm, đó chính là cách sử dụng nút bấm hoặc analog. Một trong những ứng dụng mà chúng ta hay nhìn thấy đó là các nút bấm ở trên LCD keypad. Ở đây chúng ta có thể thấy là có 5 nút bấm select, left, up, down và right. Thì đó là 5 nút bấm mà chúng ta sử dụng một chân analog. Về phần cứng của nó thì các bạn có thấy bên hình bên phải. Như bạn có thể thấy ở bên hình bên phải đó là chúng ta sẽ lắp nhiều điện trở nối tiếp nhau. Mỗi điện trở sẽ tương ứng với lại một nút bấm. Sau đây mình xin hướng dẫn tại sao là chúng ta có thể sử dụng phần cứng này để nhận được nút bấm. Về phần cứng và cách tính toán điện áp cấp vào chân analog, như các bạn nhìn thấy sơ đồ phần cứng bên tay trái của mình thì chúng ta có thể thấy là các điện trở này được mắc nối tiếp với nhau. Thế thì điện áp cấp vào chân analog là chân AD0 này sẽ được tính như thế nào? Công thức tính điện áp cấp vào chân analog UA sẽ bằng điện áp cấp vào UA sẽ bằng điện áp chia đi cho tổng trở và nhân với lại điện trở tính từ chân AD0 xuống dưới đất. Như bạn thấy công thức đây, R1 chính là điện trở nối từ VCC đến chân analog, như ở đây là 2K. Và R là điện trở nối với lại từ chân AD0 xuống GND. Đây chính là điện trở. Và một ví dụ cụ thể đó là nếu như chúng ta bấm nút right thì điện áp cấp vào chân AD0 sẽ bằng 0. Ở đây chúng ta không thấy điện áp, không thấy điện trở mà từ AD0 xuống xuống dưới đất thì chính là R này sẽ chính bằng 0. Nếu được ấn nút up thì điện áp cấp vào chân AD0 sẽ là UAD0 bằng VCC chia đi cho 2K là 2000 ấy, cộng với lại 330. Áp được nhấn thì là sẽ là R3 và được là 330 nhân với lại 330. Nếu như nút down được nhấn thì cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ bằng VCC chia cho 2000 cộng với lại R3 cộng R4 và nhân với lại R3 cộng R4. Dựa vào những điện áp khác nhau này thì chúng ta sẽ có được mức analog khác nhau tương ứng với lại từng nút bấm, và dựa vào cái mức analog khác nhau này chúng ta sẽ biết được là nút nào được nhấn. Cách lập trình thì chúng ta sẽ phải viết một cái code để test mức analog tương ứng với lại từng nút nhấn. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ viết code để nhận nút nhấn theo mức analog mà chúng ta vừa test. Phần cứng ở trên board IoT SIEM của E360 như bạn có thấy trên hình thì chúng ta sẽ, như ở đây mình sẽ có rất nhiều chân analog là A0, A1, A2, A3. Đó, thì mình sẽ sử dụng luôn cái chân A0 với phần cứng là 5V GND A0 như thế này. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trên mạch thật. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách kết nối giữa IoT SIEM với lại Arduino Uno. Chúng ta rất là đơn giản, chúng ta sẽ đặt các cái dăm kết nối vào đúng chân, đặt rất nhẹ nhàng xuống. Khi các dăm này kết nối với nhau, chúng ta sẽ tiến hành
ấn mạnh xuống. Và như vậy là chúng ta đã kết nối IoT Shield với lại board Arduino thành công. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến với lại module nút bấm Analog. Module nút bấm Analog này cũng giống hệt như trên sơ đồ phần cứng mình vừa trình bày. Đó là có 5 nút bấm: Select, Up, Down, Right, Up, Down, OK và Clear. Đây thiết kế theo đặt và đặt tên theo tùy ý của mọi người. Và chúng ta sẽ sử dụng 3 chân, trong đó là một chân nguồn, một chân đất và một chân tín hiệu đưa ra. Bây giờ mình sẽ kết nối với IoT Shield bằng RAM và nối vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm board Arduino với máy tính. Đèn sáng là đã báo có nguồn lên trên board IoT Shield. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lập trình để hiển thị dữ liệu và nhận nút bấm lên trên màn hình. Các bạn mở trình biên dịch Arduino IDE lên. Và mình sẽ lưu cái code này là desktop và đặt tên là button analog test. Xóa đoạn này đi. Đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa xem là chúng ta sử dụng xem nút bấm nào, để sau này giả sử như các bạn có thể sửa sang nút bấm là chân A0 hoặc A1 gì đó thì chúng ta sẽ sửa dễ dàng hơn. Tăng tăng file button analog pin. Mình sẽ đặt là chân A0 như mình vừa cắm. Ở phần setup thì chúng ta chỉ cần khởi tạo tốc độ bao cho serial 9600, tốc độ đo cơ bản. Và theo như code của mình thì mình sẽ cứ 0,5 giây mình sẽ in dữ liệu đọc được từ analog 0 lên một lần. In. À nhầm. Print. Có xuống dòng ở green line là xuống dòng analog chân A0 đúng không? Và delay nó là 500, là 0,5 giây, là code vào cho Arduino. Mình phải chọn. Sau khi chúng ta nạp code thành công thì chúng ta sẽ mở serial monitor lên. Ở trạng thái ban đầu chúng ta sẽ nhận được là giá trị cao nhất. Bây giờ mình sẽ tiến hành bấm thử nút clear. Nếu bấm nút clear thì giá trị bằng 0. Thì mình sẽ ghi lại vào đây. Mình sẽ xuống sao để comment nào. Không là nút clear. Nút OK là 611. Nút down là 765. Nút up là 856. Và nút select là 899. Những giá trị này thì không cố định bởi vì các bạn có thể thay đổi điện trở, nên là chúng ta sẽ có phải qua cái bước test này.
để có thể kiểm tra được phần cứng của mình như thế nào. Và bây giờ mình sẽ viết thêm một hàm nữa. Hàm này là hàm nhận nút bấm. Mình sẽ viết xuống dưới hàm loop. Rồi, nhận nút bấm. Và như chúng ta có thể thấy, nếu chúng ta không nhấn nút gì thì giá trị nó sẽ rất lớn, là 1023, lớn là 1000. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ việc so sánh khi được nhấn nút mà nó lớn hơn những cái giá trị ngưỡng này. Chúng ta sẽ trả về giá trị mà nút bấm vừa được nhấn. Thì chúng ta sẽ biết được nút nhấn vừa nhấn là nút nào. Bây giờ mình sẽ if a nano grid chân a à, chân button pin. Xin lỗi, lúc nãy là chúng ta vừa define chỗ này thì chúng ta sẽ sửa vào đây. Mà nếu như mà lớn hơn 500 đi, à nhỏ hơn 500 thì chúng ta sẽ in ra đó là chúng ta sẽ in ra là giá trị của nút clear. Viết hoa nút clear lên cho rõ. Và vì nó sẽ đọc rất nhanh nên là chúng ta sẽ trễ một khoảng thời gian. Đi 500 thôi. Tương tự như vậy, nếu như mà giá trị chúng ta nhận được mà lớn hơn 500 mà nhỏ hơn 765, mình sẽ xét khoảng thôi. Thì giá trị của mình sẽ là nút OK. Đó, mình sẽ copy. Mà nhỏ hơn 700. Và thêm dấu và ở đây nữa. Thân pin mà lớn hơn 500. Và to ra nhé. Thì sẽ là nút OK được nhấn. Tương tự như vậy. Và bây giờ thì nếu mà lớn hơn 860, nhỏ hơn 1000 và lớn hơn 860 thì nút cuối cùng của mình nó là nút select đã được nhấn. Sau khi viết code xong thì các bạn sẽ đưa phần nhấn nút bấm này vào trong hàm loop và xóa cái phần test lúc nãy đi. Bây giờ mình sẽ nạp vào. À, mở serial monitor lên. Sẽ không nhận thấy gì. Và khi mình bấm nút. Đó là nút clear. Bấm nút OK. Đó. Giữ thì sẽ được, sau 0,5 giây nó sẽ in tiếp. Bấm nút up và ấn nút select. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong phần test code và viết code để nhận nút bấm. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách sử dụng một chân analog và kết nối với lại nhiều nút nhấn. Sau bài này chúng ta sẽ sử dụng cái cách này để tiết kiệm chân khi mà Arduino của chúng ta thì hơi ít khi mà Arduino của chúng ta thì hơi ít chân. Điện tử Mac60.com xin chào và chúc các bạn thực hiện thành công. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách subscribe, like và share. Xin cảm ơn các bạn.